Mình ở đây có hai con heo gần đẻ nè các bạn. Mình sẽ lùa lên để cho các bạn mới, các bạn tham khảo cách lùa nha. Đó, đây là con heo CP 2 máu. Đây là con đợi hết 2 máu. Con này là mình phối mình để lại mười mấy con lận, nhưng mà mình để lại có một con, một các bạn còn bao nhiêu là mình chia hết rồi. Con này lâu lắm rồi đó. Đó, bây giờ mình sẽ lùa lên sàn này nè các bạn. Ở đây là hai sàn này để mình dọn dẹp rồi, bắt đầu là mình sẽ tiến hành mình lùa lên nha. Hai sàn này nó cũng mục hết rồi. Năm tới là mình làm sàn khác, mình thay hai sàn này luôn nữa các bạn. Leo lên trên sàn á nghe. Leo lên đó đó. Rồi đây nè các bạn, hai con heo mình đã vừa lùa lên nè. Con này tới đây nó không có muốn lên, rồi mình để một tí thức ăn mình nhử nó lên nè các bạn. Con này bụng to nha, con này sinh nhiều á, khả năng là khoảng 15 con á. Còn con này thì đẻ lứa tơ, lứa đầu thì mình chưa biết bao nhiêu con, mà bụng cũng to đó các bạn. Rồi buổi tối nay thì mình có con heo này nó đẻ nè các bạn. Mình ra chuồng rồi mình phát hiện nó đẻ được một con rồi nè. Nó lọt cái giò xuống nó la quá trời luôn, mình thấy hay đó. Hồi chiều á là mình tính là ngày mai nó mới đẻ, nặng sữa thì chưa có sữa gì hết trơn các bạn, mà bây giờ nó đẻ rồi. Rồi cái bụng con này thì to lắm các bạn ơi, con này á là mình đoán là tầm 15 con đổ lên đó các bạn. Rồi các bạn theo dõi hết đi với mình là xem con này nó đẻ được bao nhiêu con nha, giống như mình dự đoán hay không nha. Còn bên đây một con nè, một tuần nữa là đẻ nè, con này là lứa so, lứa đầu tiên mở bụng đó nè. Đó, con bên đây bụng đó nè. Rồi để mình lau chùi con này, mình đưa vô sọt rồi mình cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Rồi heo mình chuẩn bị con thứ hai ra nè các bạn. Nó gặn cái nữa là ra nha. Gại gần tới rồi các bạn ơi. Rồi bắt đầu gặn nè. Rồi ra các bạn ơi, ra giò trước nha, ra đuôi trước đó các bạn. Đó, con thứ hai nha. Heo này á thì vừa heo các bạn, không nhỏ cũng không to, vừa heo nha. Được hai con rồi. Rồi để lau chùi cho nó nha. Nãy giờ con này mình đợi hơn nửa tiếng đó các bạn. Nãy giờ nó làm gì hoài mà nó không chịu ra. Con này ra là có thể là mấy con sau là nó sắp ra tới nữa đó. Các bạn coi cái bụng nó đội kìa. Quá trời cái bụng nó luôn.
các bạn, nó mới ra thêm một con nữa nè các bạn. Mình vừa bứt dây rúng con này là cái con kế nó ra luôn đó, tổng là được ba con rồi nha. Cái con sau nó nhỏ hơn rồi, cái con kế nữa là chắc cũng gần ra nữa, để mình lau chùi bỏ nhanh hai con này đi rồi canh hai mấy con kế tiếp cho các bạn xem nè. Rồi con thứ tư ra tiếp nè các bạn, đó ra đầu trước nha, cách nhau với hai con thứ hai với thứ ba là chỉ 5 phút thôi. Đây quay sơ một vòng cho các bạn xem nè, các bạn thấy cái bụng nó to dữ không, mà nó không có nhiều sữa các bạn ơi. Con này là không có bao nhiêu sữa hết trơn á, con này là đảm bảo là thiếu sữa luôn. Nó có cái bẹ sữa nhưng mà nó không có cái trái sữa các bạn, nó xẹp lép luôn nè, mà cái bụng to lắm. Con này đẻ ít nhất là phải 15 con nha. Các bạn đón với mình xem là mình đón coi đúng hay không nha các bạn. Mình nghĩ là từ 15 con đổ lên đó. Tiếp tục con thứ năm ra luôn các bạn ơi. Con này ra đuôi trước luôn các bạn. Heo trắng không các bạn ơi. Con thứ năm rồi nha, quay sát lại cho các bạn xem nè. Đó, đàn này là cũng ok đó các bạn. Đây bốn con rồi nè. Đây đàn bên đây hiện tại là còn được 12 con hay gì các bạn. 2 4 6 8 10 12. Đàn này 12 con, đàn này đẻ 13 con mà hao một con rồi. Còn 12 con nha. Hôm nay nữa là được mười mấy ngày rồi. Ok rồi đó. Rồi để mình lau chùi con này đi rồi mình cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Con thứ 6 ra tới nè các bạn, ra đầu nè các bạn ơi. Con thứ 6 này to nha các bạn. Đó, để giờ mình kéo nó ra nha. Các bạn nhìn thấy nó to không? Quá to luôn. Bên đây 5 con nè. Rồi để lau chùi cái con thứ 6 này á, mình để vô rồi mình cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Thường thường á là heo, cái heo mình á, hôm nay là đẻ đúng ngày. Heo của các bạn đẻ trễ là từ 2 đến 5 ngày là nó bình thường nha. Thường thường là heo của mình nó đẻ trễ khoảng 2 ngày các bạn. Nhưng mà nó vẫn sanh bình thường, heo ăn uống khỏe mạnh, ngủ bình thường là nó bình thường nha các bạn. Bên đây còn bầy nè, bầy bên đây ở dơ lắm, quậy dữ lắm. Còn bên đó mấy con nữa, tại vì bán cho khách rồi, chừa lại mấy con lại. Mấy con nhỏ nhỏ hoặc mấy con vấn đề là mình để lại, giao cho khách là heo đẹp nha các bạn. Hiện tại là bên mình bây giờ là hết heo con rồi các bạn, có khách đặt trước hết rồi. Nó giống như mấy bầy này là có khách đặt hết rồi các bạn ơi. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi tiếp theo là con thứ 8 nè các bạn. Con thứ 8 thấy lúa giò ra trước chưa? Đây cái giò nó nè các bạn ơi. Thụt vô rồi. Để mẹ nó gặn một cái là nó hụt ra liền. Đó mẹ nó bắt đầu gặn rồi đó. Đó con thứ 8 nha các bạn. Con thứ 8 này to các bạn ơi. To hơn con thứ 7 lúc nãy. Rồi để lau chùi nó cho vô anh chị em đó nha. Vô ra con thứ 9 luôn các bạn ơi. Con thứ 9 ra luôn nè. Đây 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 đó. Để kéo con thứ 8 ra. Đó, cho con thứ 9 ra chung luôn. Hai con ra một lượt luôn. Rồi con thứ 8 con thứ 9 ra chung luôn nha. Bây giờ để mình chùi đi. Thấy nó ra một chùm nhau rồi à, thấy máu nhiều để mình quay để mình cắt bớt các bạn ơi. Cho hai con này vô với đàn nó nha các bạn. 9 con nha. Ok rồi đó. 9 con mà bụng còn to nè các bạn. Các bạn thấy bụng nó đội không? Quá ok luôn ha. Rồi heo mình, theo mình con thứ 10 ra nè các bạn. Rồi con thứ 10 ngọt rồi các bạn ơi. Rồi heo mình con thứ 10 nó ngọt rồi các bạn. Bây giờ nó đẻ ra con thứ 11 luôn rồi nè. Rồi heo của mình là hiện tại là nó đẻ được 11 con các bạn. Nó ngọt một con rồi, bây giờ là chỉ còn 10 con thôi. Nhưng mà con mới đẻ thì nó còn yếu, mình chưa có thả ra cho nó bú nha. Bây giờ mình cho nó bú trước 9 con nha các bạn. Bây giờ mình thả heo mình ra. Đẻ sao cho các bạn xem. Đây
đây, ở đây là 9 con mình thả ra cho nó bú nè các bạn. Còn ở đây là cái con thứ 11 nè. Cái con nó ngọp lúc nãy á các bạn, không phải là do nó đẻ trễ nó ngọp đâu. Cái đó là do nó, con mẹ nó bụng nó quá to, rồi nó nằm nhiều khi nó cấn nó đè với nhau á, là cái con nó yếu sẵn ra rồi nó mới ngọp nha các bạn, chứ không phải là nó đẻ nó ngọp. Tại vì khoảng cách chưa được 20 phút nữa thì không có ngọp được. Mấy con thứ 11, nếu mà con thứ 10 hồi nãy ngọp á, là cái con thứ 11 đẻ sau á là nó sẽ yếu rồi, nó sẽ không mạnh đâu. Heo của mình mười mấy ngày nè. Đó, cái đàn này mười mấy ngày nè, mình không có nhớ chính xác nữa. Để mình lật video ra mình coi mới biết được mười mấy ngày. Đàn này đẻ ok nha, đàn này lớn đều lắm các bạn. Đàn này con cũng đều nữa nè. Mình cho nó bú no đi, rồi những con mà bú sau á, những con mà đẻ sau á, là mình sẽ đưa ra cho nó bú sau. Rồi các bạn nhớ theo dõi hết clip của mình xem con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Nó đẻ xong mà các bạn coi nè, cái bụng nó vẫn còn đội nè. Bụng nó vẫn còn to. 11 con rồi. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình. Đây nè các bạn, heo mình mới vừa ra con thứ 12 nè. Làm cái hụt cái muốn chết nhỏ luôn. Quăng cái là nó bay nhanh đó các bạn, nó bay nhanh nó trúng cái cây sắt tròn đó các bạn. Để mình lau chùi cho nó, tội nghiệp nó nhỏ mà còn bay cái dèo một cái nữa. Rồi quay trở lại với con nái mình các bạn ơi. Nãy giờ mình đợi khoảng nửa tiếng rồi mà nó chưa có đẻ ra. Mà nó đẻ được 13 con rồi mà mình chưa có tiêm thuốc oxytocin, gọi là thuốc dục đó các bạn, chưa có tiêm mũi nào hết trơn á. Bây giờ thì mình sẽ quyết định là mình tiêm cho nó 3 xe nha, để hỗ trợ tử cung nó co bóp để đẩy heo ra nha các bạn. Được 13 con rồi, ở ngoài 9 con nè các bạn. Trong đây 3 con là 12 với con ngọt hồi nãy là 13 đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm thuốc cho nó 3 xe nha. Nãy giờ mình thấy nó gặn 3-4 cái rồi mà heo con nó chưa ra. Rồi chuẩn bị con thứ 14 ra nè các bạn. Con nái đang gặn nha. Rồi gặn một cái nữa là con thứ 14 ra nè. Nãy giờ đợi con này lâu lắm rồi, chích oxytocin nãy giờ khoảng được 5 phút rồi các bạn. Bây giờ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, tử cung co bóp. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn chích oxytocin khi mà nái đang đẻ, các bạn chích 3 xe thôi, các bạn đừng chích nhiều nha. Chích nhiều tử cung co bóp nhiều á là đâm ra là con nái nó sẽ mệt nha các bạn. Các bạn chích vừa đủ liều để cho con nái nó cho các bạn chích vừa đủ liều để cho thuốc nó tác dụng, tử cung nó co bóp để nó hỗ trợ đẩy ra là được rồi. Rồi đợi con nái gặn một cái nữa là heo con ra nha. Rồi ra tới rồi các bạn ơi, ra rồi đó. Gặn một cái nữa là ra tới rồi đó. Ra dò trước, con này quá bé luôn rồi. Ô quá trời nó đẻ rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình lo cứu con này mà con này không biết sống không nữa, chắc ngọp rồi. Tay nó đẻ ra đây 3 con một nồi luôn nè. Ôi ra một con nữa các bạn ơi. Đây là một nồi luôn, 4-5 con luôn rồi. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Cái con này nó rất là yếu luôn. Bây giờ nó sống thì sống, mà nó hao thì nó hao nha. Phải chịu thôi các bạn. Rồi nó đẻ ra một con khô thai. Để dục con khô thai trước đi. Đó rồi nó đẻ thêm 4 con nữa. Là tổng là đẻ 5 con. Và mình xử lý con ngọp là 5 con này là mình xử lý không kịp luôn các bạn ơi. Hồi nãy là 13 con rồi đó các bạn. 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17. Với con khô là 18 con rồi đó. Đó, tổng là 18 con nha các bạn. 18 con mà vẫn còn nữa các bạn ơi. Để mình cho mấy con này vô sọt đi, để một tí nữa nó bạc dò hết. Cái con nhỏ đó thì nó yếu thì nó hao thì mình cũng phải chịu luôn. Rồi hiện tại bây giờ mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Rồi cái con này nó bị hao rồi. Hiện tại là heo của mình nó đẻ được 20 con rồi đó các bạn. Là nó ngọp 2 con và nó khô thai 1 con. Là hiện tại là nó chỉ còn 17 con thôi. Mình quay sơ cập nhật cho các bạn xem. Rồi một tí nữa thì các bạn cùng kiểm heo lại với mình xem là mình nói có đúng hay không nha. Đó đây là các bạn. Ở ngoài là 9 con nè. Cái này 3 con này mới đẻ thì mình sẽ chùi, mình sẽ đưa nó vô. Rồi các bạn chờ mình tí xíu mình cập nhật thêm cho các bạn nha. Mình sẽ cập nhật tình hình tiếp cho các bạn xem nha. Heo của mình hiện tại là được 21 con nha các bạn. Ở ngoài này 9 con nè, bú từ đầu thả tới giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con này là con thứ 21 nè. 10 nha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 với một con ngọp nãy đây nè là 19. Con ngọp đầu tiên nữa là 20. Với con khô nãy là 21 con rồi nha các bạn.
Bây giờ để mình sắp xếp những con yếu mình tách riêng nó ra, mình gửi về cái sọt đỏ đỏ đèn úm bên đó đằng đó đó các bạn, để cho nó khỏe mạnh rồi mình hãy cho nó bú. Rồi mình cập nhật tình hình mới cho các bạn xem nha. Nãy giờ nó chưa có đẻ con nào hết, hiện tại là 21 con, mình đoán khả năng là chắc hết rồi các bạn ơi. 9 con này bây giờ nó bú no rồi, bây giờ mình sẽ nhốt lại rồi mình sẽ thả mấy con này ra cho nó bú nha. Ở ngoài là 9 con nè, mình đếm trong này coi. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 8 8 với 9 là 17. Đó, 17 với ở đây mình gửi con nè các bạn. Là 18 con với 3 con, 2 con ngọt với 1 con khô đó là 21 con. Rồi để nhốt 9 con này lại nha, để cho nó có sữa để tí nữa mấy cái con sau cho nó bú. Rồi heo mình nó đẻ 21 con là chắc hết rồi các bạn ơi. Bây giờ 9 con mà nó đẻ ra sau cuối cùng nè, mình giờ mình cho nó bú rồi nè, có một con nó đi bên đó kìa. Còn cái tóp mà bú đợt đầu á là mình đã nhốt lại rồi. Rồi một tí mình đợi cái tóp này no thì mình thả cái tóp đầu cho nó bú chung luôn nha. Rồi bắt đầu là ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ tập cho nó uống sữa thêm các bạn. Con heo này nó không có sữa các bạn ơi, bây giờ các bạn coi nè, nó tèo hết trơn luôn, nó không có cái trái sữa luôn nè. Heo này tệ quá. À, đẻ con thì ok nha các bạn. Đó, bú no rồi nằm ngủ nè. Bắt đầu chắc trưa mai là mình sẽ tập cho nó uống sữa ngoài luôn nha. Đây canh heo bây giờ sáng luôn các bạn ơi. Hồi đêm hôm là 4 giờ mới xong đó các bạn. Đó, mình quay cho các bạn xem nè, con nái mình đẻ xong buổi sáng nè, đứng dậy ăn bình thường nha. Con nái này đẻ xong là nó hơi ốm nè. Đẻ xong sáng nay thì mình sẽ tiêm cho nó 5C oxytocin để cho nó đẩy cái dịch viêm, dịch hậu sản ra. Rồi amoc là mình sẽ tiêm cho nó 3 mũi là đối với trường hợp heo đẻ bình thường nha. Oxytocin là tiêm 5 ngày liên tục, ngày đầu 5C, 4 ngày còn lại là 3C. Amoc tiêm 3 mũi, tiêm ngày nghỉ ngày. Đó. Heo con thì nó chưa có cứng cáp lắm các bạn. Với con heo mẹ này nó thiếu sữa quá trời thiếu sữa luôn rồi. Không có, hầu như là nó không có trái sữa luôn. Con heo con mà bú bữa nay với ngày mai là bắt đầu là vú là teo luôn đó các bạn. Là buổi trưa nay là mình sẽ tập cho heo con uống sữa thêm. Tại vì bây giờ nó 18 con, không bao giờ nó đủ sữa. Đảm bảo các bạn luôn, dù cho con nái của bạn nhiều sữa cỡ nào mà heo của bạn đẻ 18-20 con cũng không bao giờ đủ sữa. Con này đẻ 21 con, rồi hôm nó ra nhau hết rồi. Rồi để một tí nữa thì cho nó bú đi rồi mình đếm heo cho các bạn xem. Thôi đếm bây giờ luôn cũng được nè. Ở đây là 3 nè, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 bên đây 6 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 18 con nha các bạn. Đây là nái giống, nái CP 2 máu. Con của nó là 3 máu nha. Đây, bên đây là đợt hết 2 máu. Heo này là mình tự phối để lại. Chừa có một con, một các bạn. Nó là một con duy nhất á, nhưng mà bụng nó to lắm. Lứa đào so mà không biết bao nhiêu con. Rồi mình chúc các bạn chăn nuôi được thành công nha. Rồi quay qua bầy heo thịt cho các bạn, sáng chưa làm vệ sinh nữa. Qua đây quay cho các bạn xem nè. Bầy heo thịt của mình nó dao động khoảng 8 mấy đến 110 các bạn. Hồi sáng là lái nó bắt mới 2 con là 108 với 112 hay gì đó. Mình ở trong chuồng mình không có coi, vợ bên ngoài nó nói thôi. Đây mấy con bự bự này là 100 hết rồi nè. Như mấy con này là 9 mấy, sắp xỉ 100 nè. Hiện tại là lái đang bắt mình là 66 nha các bạn. Sáng chưa vệ sinh giờ nó quậy quá trời. Đây nái của mình ăn nè. Nái này nó cũng quậy thánh thần á. Rồi mình xin kết thúc clip mình ở đây nha.